Ngày mai thì hơn 30 triệu cử tri Myanmar sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử có tính lịch sử khi lần đầu tiên có trên 90 đảng phái chính trị cùng tham gia tranh cử. Tuy nhiên, mọi sự chú ý tập trung vào hai đảng lớn là Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar cầm quyền và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đối lập của bà Aung San Suu Kyi. Các phóng viên truyền hình Việt Nam đang có mặt tại Yangon ghi nhận ý kiến của các cử tri trước ngày bầu cử. Ông Han Lin Nang là một trong những người đầu tiên mở cửa hàng kinh doanh điện thoại tại Yangon cách đây 4 năm. Nền kinh tế mở cửa, đời sống người dân khá lên, khiến nhu cầu điện thoại tăng mạnh. Đến nay, ông đã mở 3 cửa hàng điện thoại tại Yangon. Có thể nói, ông Han và nhiều người dân Myanmar khác đang được hưởng những thành quả mà tiến trình đổi mới và cải cách đã mang lại dưới sự lãnh đạo của Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar USDP cầm quyền. Với chính phủ hiện nay, công việc kinh doanh của chúng tôi là thuận lợi. Tôi mong là bất kỳ đảng nào thắng cử thì chính phủ mới cũng cần làm nhiều việc hơn nữa vì lợi ích của nhân dân, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, có nền giáo dục tốt hơn. Đảng USDP đã đáp ứng mọi thứ cho người dân, tạo thuận lợi cho công việc kinh doanh. Đất nước đang đổi thay nhờ USDP. Nếu muốn đất nước tiếp tục thay đổi thì tôi sẽ bỏ phiếu cho USDP. Trong khi đó, với khẩu hiệu thay đổi, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo cũng thu hút được đông đảo cử tri Myanmar với mong muốn hướng tới một chính phủ dân sự hoàn toàn, đảm bảo các quyền rộng rãi hơn cho người dân. Tôi tin vào đảng NLD và bà Aung San Suu Kyi vì bà ấy được nhiều người dân yêu mến. Giờ là thời điểm thay đổi và tôi sẽ bỏ phiếu cho đảng NLD. Người dân Myanmar cần sự phát triển thực sự, ví dụ như điện không chỉ có ở Yangon mà còn cần có ở khắp nơi. Người dân cần nền kinh tế mở cửa hơn, nhiều cơ hội hơn cho người dân đầu tư vào mọi lĩnh vực kinh tế. Người dân cũng muốn chất lượng giáo dục nâng cao. Đó là những gì mà người dân muốn và đảng thắng cử phải hoàn thành ước vọng của nhân dân. Vẫn còn quá sớm để dự báo kết quả bầu cử ở Myanmar. Tuy nhiên thực tế cho thấy là cho dù bất kỳ đảng nào thắng cử đi nữa, thì Myanmar sẽ vẫn tiếp tục trong tiến trình mở cửa và cải cách dân chủ như hiện nay nhằm đạt được những kết quả mới trong phát triển kinh tế và quan trọng hơn là mang lại đời sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân. Hữu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam tại Yangon, Myanmar.